Xin chào các bạn. Ngày xưa vào những lúc Tết đến hay những tháng nghỉ hè và không phải đi học, chúng tôi đã từng cùng nhau làm những trò chơi rất thú vị để chơi trong suốt cả ngày. Vào những ngày gần Tết, nước sông quê tôi thường rất cạn, để lộ những chỗ đất bồi ở hai bên bờ sông. Khi đó, tôi hay xuống mé sông tìm những chỗ đất sét có độ dẻo tốt, lấy một lượng đất chứa đủ trong bàn tay rồi đem lên bờ. Chúng tôi sẽ tìm một chỗ có bóng mát rồi bắt đầu chơi pháo đất. Tôi lấy một ít đất dẻo, nhồi một vài lần cho nó ráo nước và nắn thành hình khối vuông. Sau đó, bắt đầu từ giữa tâm của nó, chúng ta dùng ngón tay cái nhấn xuống ép khối đất ra phía ngoài. Tiếp theo, xoay khối đất, làm tương tự như vậy với các phía còn lại, rồi tiếp tục làm mỏng phần đáy đi. Bây giờ, ta đã có được khối đất có hình như một cái chén. Bạn cẩn thận gỡ nó lên và đặt vào một bàn tay. Để làm nó phát ra tiếng nổ, bạn chỉ việc đưa nó lên cao, úp lại và đập mạnh lòng bàn tay xuống. Pháo đất sẽ bị vỡ và phát ra âm thanh khá lớn. Kích thước pháo càng to thì âm thanh phát ra sẽ càng lớn. Tuy nhiên, pháo đất to sẽ khó làm hơn pháo nhỏ. Người nào tạo được âm thanh lớn nhất với lỗ vỡ to nhất sẽ là người chiến thắng. Nặng pháo được một lúc thì đất sình cũng bị khô. Do đó, chúng tôi ra bụi trúc ở bờ ao, chặt một vài lóng trúc mang vào. Tôi cắt ống trúc nhỏ ngắn lại để chiều dài chỉ còn khoảng 2 tấc với một đầu có mắt ống và một đầu không như bạn thấy. Sau đó, ta dùng dùi khoan một lỗ ở đầu bị chặn này và tạo thêm một khoảng trống nhỏ ở giữa của thân ống, rồi để nó sang một bên. Tiếp theo, tôi chẻ một ống trúc lớn hơn, lấy một miếng có bề ngang khoảng 2 phân, làm mỏng nó lại một chút, vót cho láng mịn và cắt bỏ các bộ phận xung quanh đi. Nhìn nó như một thanh que kem. Bây giờ, ta cũng khoan một lỗ ở giữa thanh, dùng dao tạo hai khe ở hai mép bên. Sau đó, ta vót một thanh tre tròn, cắt một đầu dài bằng với chiều dài thân ống này, ghim nó vào giữa miếng trúc, dùng dây buộc chặt lại. Bạn thấy tôi đã có được một cánh quạt trông trống như thế. Để làm chúng hoạt động, bạn lấy một đoạn dây thả diều, buộc chặt vào thanh tre tròn tại vị trí ngay với lỗ trên ống trúc, cho trông trống vào và móc lấy sợi dây ra ngoài. Buộc nó vào một đoạn tre ngắn để làm tay cầm cho dây. Bây giờ bạn chỉ việc xoay cánh quạt một vài vòng để nó quấn dây lại, sau đó kéo mạnh dây ra. Với lực quán tính của cánh quạt, thân trong trống sẽ xoay và tự phâu dây ngắn lại. Ta lại kéo ra lần nữa. Tiếp tục hành động như vậy, ta sẽ làm xoay trong trống một cách rất đẹp mắt. Thuở nhỏ, chúng tôi mỗi người làm một cái để tự mình chơi cũng rất thú vị. Chơi được một hồi thì dây kéo trong trống bị đứt. Chúng tôi vào nhà kho, lục đồ phụ tùng sửa xe đạp để tìm hai con bu lông có đai ốc. Đây là bu lông và đai ốc số 12. Với bu lông này, chúng ta xoay ốc ra đến sát mép, sao cho đai ốc tạo thành một lỗ trống bên trong như bạn thấy. Tiếp theo, bạn lấy một hộp diêm quẹt, dùng kìm tách lấy phần nguyên liệu ở đầu diêm. Sau đó, cho diêm vào phần trống ở đai ốc này, rồi vặn bu lông còn lại vào. Bây giờ ta đã có được một viên pháo ném tự làm. Để nó hoạt động, chúng ta cần đảm bảo thanh pháo gơ chạm đất theo chiều thẳng đứng. Do đó, tôi sử dụng một số lông gà hay lông vịt để buộc vào đầu trên bu lông như bạn thấy. Lông vịt này sẽ có tác dụng cản gió, là một đầu pháo gơ chậm hơn đầu kia, từ đó sẽ giúp pháo gơ thẳng đứng theo ý muốn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một chỗ trống như sườn xi măng hay sân gạch rồi ném pháo lên cao. Khi gơ xuống, nó sẽ phát nổ và tạo ra âm thanh rất lớn. Để tiếp tục chơi, bạn chỉ việc nạp lại diêm, gắn bu lông vào và ném lên cao theo một cách tương tự. Hồi đó, chúng tôi hay làm pháo này để chơi trong những ngày Tết cũng rất vui. Khi những ngày hè đến, tôi nhớ có một trò chơi thường làm những đứa bạn trong xóm giật mình. Chúng tôi sử dụng hai thanh tre vuông dài khoảng 12cm, vót bốn mặt xung quanh cho láng. Sau đó, tôi vào nhà tìm lấy một chiếc lon thiết trong bao gạo của mẹ, rồi dùng dây thun buộc chặt hai thanh tre dọc theo cạnh lon, đối diện qua tâm như bạn thấy. Nhớ để thanh tre nhô lên một đoạn ngắn khoảng chừng 4cm ở hướng đáy lon. Tiếp theo, ta sử dụng khoảng 2-3 sợi dây thun nữa,
băng ngang qua thanh tre ngay vị trí ở chính giữa phần nhô lên. Chúng ta sẽ có một dụng cụ như thế này. Bây giờ ta sẽ vót tròn một thanh tre, cắt thành hai đoạn. Đoạn ngắn dài khoảng 4cm, đoạn kia dài hơn đường kính của lon một chút là được. Với đoạn ngắn này, ta sẽ khắc dấu ở giữa để tạo thành chỗ lõm vào như thế này. Sau đó để nó vào dây thun băng ngang lúc nãy. Khi ta xoay nó một lúc và buông ra thì bây giờ ta lấy đoạn tre còn lại, dùng dây chỉ hoặc dây câu buộc vào vị trí một bên của nó. Sau đó chúng ta sẽ xoay thanh ngắn này cho dây thun xoắn lại, rồi gài thanh tre đã buộc dây vào vị trí ở mép trên cùng. Mọi việc đã xong. Đây là cái bẫy âm thanh thời đó. Để thấy nó hoạt động hiệu quả ra sao, chúng ta sẽ chọn một lối đi trong vườn, tìm cách cố định hộp dụng cụ này vào một bên và căng dây ngang lối đi, rồi buộc lại ở phía bên kia. Bây giờ ta sẽ chờ đợi có ai đó sẽ đi qua đây. Khi có người đi ngang vô tình vướng phải dây, thanh gài ngang này sẽ văng ra, làm thanh ngắn xoay tròn, chạm vào lon liên tục và phát ra âm thanh một cách liên hồi. Loại âm thanh bất ngờ này sẽ rất dễ khiến người khác giật mình. Bạn hãy thử xem. Với những trò chơi đó, chúng tôi đã làm và đã chơi trong một thời gian dài cùng mấy đứa bạn trong xóm. Chúng gợi nhớ lại những hình ảnh lúc còn nhỏ của những ai đã từng chơi qua. Bạn đã từng chơi những trò chơi nào khi còn nhỏ? Hãy viết bình luận chia sẻ với mọi người nhé. Tạm biệt các bạn.